con gái 18 tuổi của Jimmy Nguyễn biểu diễn cùng bố mẹ. Alena, con gái lớn của Jimmy Nguyễn và Ngọc Phạm, cùng bố mẹ thể hiện ca khúc Xin Cảm Ơn trong chương trình Hạt Mầm Yêu Thương hôm 29 tháng 6. Alena, tên thật là Long Anh, vừa xuất hiện đã nhận tràng pháo tay từ khán giả. Cô bé được khen xinh đẹp, trong sáng, phong cách ăn mặc ấn tượng nhưng phù hợp lứa tuổi. Ngắm vợ chồng Jimmy Nguyễn cùng con gái trên sân khấu, MC Thảo Vân bày tỏ đó là bức tranh hoàn hảo khiến cô không dám bước ra tiếp tục dẫn dắt chương trình dù tiết mục đã kết thúc. Trước khi vào cánh gà, con gái Jimmy Nguyễn nói thấy may mắn vì được thừa hưởng năng khiếu viết nhạc từ bố và ngoại hình của mẹ. Cô bé muốn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp vì có sẵn đam mê và nền tảng nghệ thuật ở gia đình. Trước đó, ái nữ nhà Jimmy Nguyễn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng ngày 28 tháng 6. Sau đó, cô bé cùng cả nhà gấp rút bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình. Theo Jimmy Nguyễn, đêm nhạc được tổ chức mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6 nên anh và người thân hào hứng tham gia. Anh chọn thể hiện các ca khúc Ta Trở Về, Khói Thuốc Đợi Chờ, Tình Như Lá Bay Xa, Mãi Mãi Bên Em, Ô Hay, Nhân Gian. Trong đó, nhạc phẩm Xin Cảm Ơn được dành riêng để hòa giọng cùng vợ con. Jimmy hé lộ đang ấp ủ nhiều dự định thú vị sau khi con gái hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Vợ chồng anh sẽ cùng Alena thực hiện các chuyến du ca, cả nhà giống như những xe hủ tiếu gõ, rong ruổi khắp nơi, mang tiếng hát phục vụ khán giả. Ngoài Jimmy Nguyễn, Ngọc Phạm, đêm nhạc Hạt Mầm Yêu Thương thu hút nhiều gia đình nghệ sĩ như Anh Quân, Mỹ Linh, Cẩm Vân, Hắc Triệu, Thu Ba, Xuân Phương. Jimmy Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970. Anh cùng cha sang Mỹ định cư năm 10 tuổi. Năm 1992, ca sĩ ra mắt album Mãi Mãi Bên Em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những đĩa nhạc sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người Con Gái 1994, Một Hình Dung 1995, Tình Như Lá Bay Xa 1996. Cuối thập niên 90, Jimmy về Việt Nam ca hát thường xuyên. Cuối năm 2022, ca sĩ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát với chủ đề Triệu Lời Tri Ân ở nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Về đời tư, nhạc sĩ gắn bó với ca sĩ Ngọc Phạm. Bên cạnh Alena, họ có hai người con nữa là Mộc Anh và Quốc Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.